Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những thương hiệu màu sáp dầu nổi tiếng nhất thế giới là Dawn. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những đặc điểm nổi bật của màu sáp dầu Dawn. Từ độ mịn màng và khả năng tán màu đến bảng màu phong phú và cảm nhận khi vẽ. Hãy cùng mình tìm hiểu để xem tại sao Dawn lại trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả nghệ sĩ chuyên nghiệp lẫn những người mới bắt đầu nhé. Nói đến việc chọn màu sáp dầu, một trong những thương hiệu nổi bật và được ưa chuộng là Dawn. Với hơn 180 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm nghệ thuật. Dawn là một thương hiệu nổi tiếng có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, chuyên sản xuất các sản phẩm nghệ thuật như bút chì, màu nước, màu sáp dầu và nhiều loại dụng cụ vẽ khác. Dawn được thành lập vào năm 1832 tại vùng Lake Deciderzic, nơi có nguồn nguyên liệu phong phú và môi trường thiên nhiên tuyệt đẹp. Hãng đã không ngừng cải tiến và phát triển để mang đến cho nghệ sĩ những sản phẩm chất lượng cao nhất. Màu sáp dầu Dawn được đóng gói trong các hộp chắc chắn, thường đi kèm với hướng dẫn sử dụng và thông tin về từng màu sáp. Thiết kế của hộp rất gọn gàng và tiện lợi, cho phép bạn dễ dàng mang theo bên mình khi đi du lịch hoặc khi tham gia các lớp học nghệ thuật. Một trong những điều tôi ấn tượng nhất về màu sáp dầu Dawn là chất lượng của chúng. Khi sử dụng màu sáp dầu Dawn, tôi cảm thấy chúng rất mịn và dễ tán, màu sắc dễ dàng hòa quyện với nhau, cho phép tôi tạo ra những sắc thái phong phú mà không gặp khó khăn. Tôi đã thử nghiệm màu sắc dưới ánh sáng tự nhiên và nhân tạo và thực sự ấn tượng với độ bền bỏng. Màu sắc không bị phai hoặc biến đổi theo thời gian, giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu. Màu sáp dầu Dawn có khả năng che phủ rất tốt. Tôi có thể vẽ lên nhiều lớp mà không bị mất đi độ sáng và độ trong suốt của màu sắc. Bên cạnh đó, Dawn cung cấp một bảng màu phong phú với nhiều lựa chọn sắc thái khác nhau, từ những màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh lá cho đến những màu trầm như nâu, xám. Điều này cho phép tôi dễ dàng chọn lựa màu phù hợp cho từng tác phẩm nghệ thuật. Khi bắt đầu vẽ với màu sáp dầu Dawn, tôi cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác khi bút chạm vào giấy rất nhẹ nhàng và mượt mà. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát độ đậm nhạt của màu sắc. Dù là vẽ chi tiết hay tô màu lớn, màu sáp dầu Dawn đều đáp ứng tốt. Một điểm thú vị là màu sáp dầu Dawn cho phép tôi tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau, từ mờ nhạt đến sắc nét. Tôi đã thử nghiệm với nhiều kỹ thuật như trồng lớp và quét màu, và kết quả thực sự ấn tượng. Với màu sáp dầu Dawn, tôi đã thực hiện nhiều loại tác phẩm nghệ thuật khác nhau, từ tranh chân dung đến phong cảnh. Sự linh hoạt của màu sắc cho phép tôi thể hiện ý tưởng một cách tự do và sáng tạo. Bạn có thể áp dụng trong việc vẽ chân dung. Màu sáp dầu Dawn giúp tôi tạo ra những bức chân dung sống động với độ chi tiết cao. Tôi có thể dễ dàng pha trộn màu để tạo ra các sắc thái da tự nhiên. Khi so sánh màu sáp dầu Dawn với các hãng khác như Faber-Castell hay Fuji Color, tôi nhận thấy Dawn nổi bật với sự mịn màng và khả năng tán màu tuyệt vời. Mặc dù giá cả có thể cao hơn một chút, nhưng chất lượng mà Dawn mang lại hoàn toàn xứng đáng. Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng màu sáp dầu Dawn, tôi muốn chia sẻ một số mẹo như: chọn giấy phù hợp, hãy sử dụng giấy có độ bền cao và bề mặt nhám để màu sắc được phát huy tối đa. Hoặc là tập trung vào kỹ thuật, hãy thử nghiệm với các kỹ thuật khác nhau như trồng lớp, tán màu và trà sát để tạo ra hiệu ứng độc đáo. Và cuối cùng là bảo quản đúng cách, để màu sắc dầu luôn ở trạng thái tốt nhất, hãy bảo quản chúng trong hộp kín và tránh ánh sáng trực tiếp. Tổng kết lại, màu sáp dầu Dawn là một sản phẩm tuyệt vời cho những ai yêu thích nghệ thuật và muốn tạo ra những tác phẩm đẹp mắt. Với chất lượng vượt trội, bảng màu phong phú và khả năng tán màu tuyệt vời, Dawn thực sự là một lựa chọn hàng đầu cho các nghệ sĩ ở mọi cấp độ,